Chào mừng các bạn đã đến với kênh Money Talking. Hôm nay mình sẽ đọc cho các bạn nghe câu chuyện có tựa đề Nếu có 30 giây gọi điện cho chính mình cách đây 10 năm, bạn sẽ nói gì? Trưởng thành đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ đi qua những năm tháng đau thương của cuộc đời, là những lần vấp ngã, hối hận vì đã làm những điều sai lầm nhưng nhận ra, vực bản thân dậy rồi bước tiếp chặng đường còn gian nan phía trước. Cũng giống như sinh lão bệnh tử, trưởng thành là điều hết sức tự nhiên với mỗi người. Trưởng thành đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ đi qua những năm tháng đau thương của cuộc đời, là những lần vấp ngã, hối hận vì đã làm những điều sai lầm nhưng nhận ra, vực bản thân dậy rồi bước tiếp chặng đường còn gian nan phía trước. Đi qua bao gian truân khó khăn, mỗi người sẽ có cái nhìn thấu đáo hơn về cuộc đời. Và nếu có cơ hội nói với chính bản thân mình cách đây 10 hay 20 năm, chắc chắn chúng ta sẽ đưa ra được những lời khuyên đúng đắn để không mắc sai lầm. Trên trang Quora, một người dùng đã hỏi mọi người rằng, nếu có 30S gọi điện cho chính mình cách đây 10 năm, bạn sẽ nói gì? Từ khắp nơi trên thế giới, họ đã đưa ra những câu trả lời thú vị và khiến người đọc vô cùng ngạc nhiên. 1. Bạn sẽ không cô đơn mãi mãi, ta. Bạn lúc nào cũng thấy xấu xí và nghĩ rằng không ai yêu mình. Nhưng hãy nhớ rằng, bạn còn rất trẻ, tuổi trẻ không có người yêu cũng nào đâu có sao. Nhưng 10 năm sau, bạn sẽ gặp được chàng trai đáng yêu, tuyệt vời, nóng bỏng và hai người sẽ yêu nhau. Từ lần đầu gặp gỡ, bạn và anh ấy sẽ đi hẹn hò, trò chuyện, hai người sẽ nói cho nhau về những dự định tương lai. Bạn sẽ gối lên đùi anh ấy trong một buổi chiều đầy nắng và hai người sẽ ngắm hoàng hôn bên nhau. Anh ấy yêu bạn và chắc chắn bạn sẽ không bao giờ phải cô đơn mãi mãi. 2. Cuộc sống phía trước rất tươi đẹp, đừng sợ hãi gì, Mahuri Sen. Tôi không nghĩ rằng tôi cần tới 30S để nói ra, chắc 10S là đủ rồi. Tôi sẽ thì thầm và nói rằng, bạn đã đi qua những điều tồi tệ nhất của cuộc đời. Và nó khiến bạn trở nên mạnh mẽ. Cuộc sống phía trước rất tươi đẹp, đừng sợ hãi gì. Bạn sẽ có cuộc sống hạnh phúc với nụ cười rạng rỡ trên môi và khúc ca trong trái tim. 3. Đừng chần chừ gì, hãy bắt đầu ngay bây giờ, Tanirut Dahia. Nghe này, bởi vì tôi chỉ có 30 giây để nói chuyện với bạn nên tôi sẽ tập trung vào điều quan trọng nhất mà bạn cần làm trong cuộc đời, dù ở bất cứ thời điểm nào. Hãy bắt đầu ngay bây giờ, đừng chần chừ gì cả. 4. Trường trung học chỉ là vở kịch nhỏ, cuộc đời phía trước mới là tấn bi kịch lớn, Samantha Castanda. Vì bạn đang còn ở trung học nên hãy cố gắng ăn uống đảm bảo, ngủ đủ, thường xuyên tập thể dục và nhớ rằng, trường trung học chỉ là vở kịch nhỏ. Cuộc đời phía trước mới là tấn bi kịch lớn nên chẳng phải lo về những trò lố mà những đứa bạn trung học chơi xấu với bạn. Hãy tập trung vào bản thân, cố gắng thật giỏi trong lĩnh vực mà bạn đang theo đuổi và đừng để ý mọi thứ xung quanh. 5. Theo đuổi ước mơ không giúp trả được hóa đơn tiền điện đâu, Marie Del Rio. Ước mơ chỉ là thứ cho bọn con nít thôi. Theo đuổi ước mơ không giúp bạn trả được hóa đơn tiền điện đâu. Hãy theo học cái gì đó mà giúp bạn kiếm được nhiều tiền trước. Rồi khi đó, theo đuổi đam mê cũng chưa muộn. Nếu không, bạn sẽ vẫn kẹt mãi trong căn phòng vẽ trên gác mái và chật vật với từng bữa ăn mỗi ngày như tớ đây này. 6. Đừng từ bỏ thói quen đọc sách, viết Sun Rajet. Sẽ có lúc kể từ khoảnh khắc này, bạn dần đánh mất thói quen đọc sách. Đừng! Bạn sẽ hối hận và phải cảm ơn tôi sau này. Hãy để đọc sách là một phần cuộc sống của bạn. Đừng có vứt bỏ nó. Đó là những người bạn đem lại tri thức cho bạn, giúp bạn phát triển bản thân luôn luôn chân thành và khiến cuộc sống của bạn trở nên bình yên hơn mỗi ngày. Có thể ít đi chơi, ít ra ngoài, hạn chế giao du với những người bạn không muốn nhưng đừng từ bỏ thói quen đọc sách. 7. Chăm sóc ba mẹ nếu không muốn hối tiếc vì một ngày phải rời xa họ mãi mãi, Stay Away. Nghe này, mã PIN ATM tài khoản của cha bạn là XXX tại ngân hàng II. Đây là điều quan trọng mà bạn phải nhớ đấy. Hãy luôn nhắc cha phải để ý đến tim và các cơn đau. Và kể cả ông có nói rằng ông biết cái gì là tốt cho bản thân thì cũng đừng tin. Đừng bao giờ để ông tiến hành phẫu thuật mạch vành. Hãy chăm sóc ba mẹ nếu không muốn hối tiếc vì một ngày phải rời xa họ mãi mãi. Cha tôi qua đời cách đây 8 năm vì bệnh tim. Ông bị nghẽn động mạch và phải tiến hành phẫu thuật mạch vành. Tuy nhiên, vì tính phức tạp của ca phẫu thuật, cha tôi đã không qua khỏi và từ trần. 8. Đừng khóc vì những kẻ khó chịu trong cuộc đời, không đáng đâu, Michelle Collins. Tớ nhớ lại khoảnh khắc khi bạn có công việc đầu tiên,
bạn đã khóc trong toilet rất nhiều vì ông sếp khó chịu, phải không? Đừng khóc vì ông ta hay bất cứ kẻ khó chịu nào xuất hiện trong cuộc đời bạn. Rồi sẽ có một công việc tốt hơn, những đồng nghiệp tử tế hơn và nhiều cơ hội đến trong cuộc đời. Mọi thứ mới chỉ bắt đầu thôi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Các bạn thấy hay thì hãy like, share và đăng ký kênh giúp mình nhé.